thể hình ngoài kinh doanh ra, nó còn là kiến thức và nó còn là sự trải nghiệm. Khi mà các bạn đến BBT của Như Nguyễn, các bạn trải nghiệm dịch vụ thì bạn là khách hàng của BBT. Còn khi mà các bạn không ủng hộ được dịch vụ và ủng hộ con người của Như Nguyễn qua những livestream, qua những cái vlog thì các bạn là fan hâm mộ của BBT. Cho dù các bạn là fan, khách hàng hay anti-fan vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, Như Nguyễn. Thông điệp khai trương đầy ngạo khí của chim chúa Di Nguyễn. Và hôm nay 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020, ngoài sự kiện chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúng tôi trân trọng tuyên bố khai trương tòa nhà gym với thương hiệu Thor Gym quận 9, THOL thể hình online, Di Nguyễn Tower Phú Đông. Trải qua nhiều thăng trầm cảm xúc khác nhau, kể từ lúc tôi sở hữu mảnh đất này 3 năm, với những khó khăn, với những biến động rất lớn, nhưng với sự cố gắng miệt mài của những chiến binh xây dựng tuyệt vời, ngày hôm nay trung tâm gym hoành tráng triệu đô vẫn được khai trương khánh thành một cách thành công vang dội. Trước mắt chúng ta là một trung tâm dịch vụ thể hình đẳng cấp 5 sao, full dàn thiết bị Mỹ Đế high-end, cung cấp đến cho các bạn những tiện ích thể hình đẳng cấp nhất theo triết lý thể hình phục vụ cuộc sống khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Di Nguyễn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại lý và đối tác. Sự thành công của Bình Định quận 9 cũng là kết quả cho sự cam kết hỗ trợ tuyệt vời hệ thống đại lý BBT khắp mọi miền đất nước Việt Nam, cũng như hiện thực hóa những hợp đồng giá trị thương mại triệu đô với những đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sim đến từ USA, EU và Taiwan. Chỉ có chúng tôi, BBT, mới là đối tác tầm cỡ, có tâm giúp các bạn phát triển tại Việt Nam. Và mong muốn của Di Nguyễn. Rất mong mọi người, cảm giác rất là hồi hộp. Nhưng mà hương hoa lan tỏa ngày khai trương, đối với Duy á, Duy rất thích hoa ngày khai trương. Hương hoa lan tỏa rất nhanh, những sắc hoa tươi tắm, nó tô điểm cho đêm hôm nay. Thì Duy cũng hy vọng phong trào gym của Việt Nam, ý chí gym, mãnh lực gym, nghị lực gym, nó cũng lan tỏa nhanh như vậy. Nó cũng lan tỏa đến mọi miền quê của Việt Nam, tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, không phân biệt trình độ, tuổi tác, để cho phong trào gym của Việt Nam phát triển ngày càng cao hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn tất cả cho sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng. Cảm ơn các bạn nhân viên miệt mài. Cảm ơn các bạn fan hâm mộ trong và ngoài nước. Cảm ơn luôn các bạn anti-fan không ngại ném đá BBT mỗi ngày, để BBT từ đó nhìn lại mình, thấy được những khuyết điểm, những hạn chế, để từ đó khắc phục, phát triển, để trở thành một đế chế gym không thể bị đánh bại. Thông điệp mà Di Nguyễn gửi đến các bạn trẻ muốn lập nghiệp từ gym. Là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được. Là một thông điệp mà Di muốn truyền tải tới tất cả những bạn trẻ gymer định lập nghiệp ngành gym, phát triển ngành gym, hay dùng gym để phát triển cuộc sống, cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta có những hướng đi riêng và chúng ta kiên định với lập trường. Chúng ta thấy sai ở đâu, chúng ta sửa ở đó, để từ đó chúng ta khắc phục và chúng ta phát triển như một Di Nguyễn đứng đây. Trước khi đến gym tôi chả có gì. Sau khi đến gym tôi có ngày hôm nay. Và tham vọng nó không dừng lại ở đó. Những tòa nhà BBT Building trong ngành không thể bị đánh bại. Phía trên cao tòa nhà là BBT SG, thể hiện thông điệp chúng tôi Supplement and Gym. Một thông điệp bất tử, một thông điệp trường tồn, một thông điệp đầy ngạo nghễ. Vượt qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn, tôi vẫn trung thành với triết lý gym phục vụ cuộc sống. Để ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi tự tin, tôi dõng dạc, tôi chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người ở đây, cùng hân hoan tuyên bố khai trương BBT quận 9.
một tòa thành đẹp nhất trong PPT, một tòa thành không thể bị đối thủ đánh bại, mà chỉ có thể bị vượt qua bởi những tòa thành khác cũng trong hệ thống PPT. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Duy Nguyễn gửi lời cảm ơn fan thân thương ở trong và ngoài nước. Không có fan thì không có Duy Nguyễn. Đó là lý do phía sau con người rắn rỏi Duy Nguyễn có cảm giác gần như là tuyệt tình mỗi khi 3 triệu. Thì đằng sau đó vẫn có gì những cái xúc cảm tới fan của anh. Chưa có một người fan nào đến đây xin chụp hình mà anh từ chối. Chưa có một người fan nào đến đây xin gặp mà anh không bỏ thời gian ra anh gặp. Anh trân trọng những giây phút đó. Để có được ngày hôm nay thì chúng ta đừng quên được những giây phút bắt đầu. Một lần nữa anh cảm ơn, rất cảm ơn những bạn fan trung thành của Duy Nguyễn và BBT đến ngày hôm nay. Và cảm ơn luôn những bạn fan đã đổi màu. Mặc dù các bạn bây giờ đổi màu tôi, nhưng mà trước đây các bạn từng là fan của tôi. Tôi vẫn cảm ơn các bạn. Không có các bạn thì ngày hôm nay Duy Nguyễn chỉ còn tập ở trong cái phòng gym Up App ở trên đường 364 Trịnh Đình Trọng. Một phòng gym khởi nghiệp. Từ phòng gym đó có những người fan shop and fan gym để Duy Nguyễn chuyển qua bên quận 6. Rồi sau đó cũng nhờ những người fan của giáo án Lean Body, của những giáo án trung học cơ sở, của những video miệt mài mà Duy quay ngày lẫn đêm. Một ngày quay gần 10 cái video, tới 3 tới 4 giờ sáng vẫn miệt mài hỏi đáp. Đó là những ngày của Duy Nguyễn năm 2014 và 2015. Những ngày đó Duy Nguyễn có đối tượng fan của mình, và những bạn fan đã ủng hộ bằng tinh thần hoặc bằng vật chất để Duy Nguyễn có ngày hôm nay, để có cái trụ đầu tiên, đó là BBT Tây Sài Gòn, và cũng là địa chỉ tọa lạc công ty BBT ngày hôm nay, 107 đường số 6 và đi Đông Bê Bình Tân. Cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn luôn những bạn fan ngày hôm nay và những bạn sẽ là fan. Tại sao Duy Nguyễn kinh doanh súp thành công? Tại sao Duy Nguyễn kinh doanh súp thành công? Tại Duy Nguyễn sống chết với gym và Duy Nguyễn sống chết với súp. Duy Nguyễn bán và phân phối những loại súp mà Duy Nguyễn bỏ vô miệng. Duy Nguyễn dùng bản thân mình ra trải nghiệm để có kiến thức để chia sẻ mọi người những mặt được và mặt chưa được của súp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin chúc mừng DHL Gym Center.